Lời đầu tiên, mình xin gửi lời chào trân trọng nhất tới các thầy cô giáo, các bạn sinh viên và các bạn khán giả đã có mặt trong hội trường A1 ngày hôm nay. Đứng trên sân khấu chat này quả là một vinh dự đối với mình. Và hôm nay mình muốn mang đến cho mọi người về một cái topic mà mình nghĩ rằng là có thể là nó đã rất là gần gũi và quen thuộc với chúng ta rồi. Nhưng chính vì nó quen thuộc và gần gũi nên đôi khi chúng ta lại quên mất, chúng ta lại không ý thức về nó. Đó chính là ý tưởng chậm lại trong thời đại nhanh. Có một câu hỏi mà mình muốn đặt ra cho tất cả mọi người, đó là có bao nhiêu bạn trong khán phòng này ngày hôm nay, sáng nay, cái việc mà mọi người làm đầu tiên khi mà mọi người thức dậy á, là mọi người cầm điện thoại và lướt, thì có thể giơ tay cho mình làm quen được không ạ? Dạ vâng, mình cảm ơn. Và mình muốn kể với các bạn về một câu chuyện. Đó là vào những năm mà mình học lớp 6 hay là lớp 7 á, thì hồi đó gia đình mình rất là khó khăn, rất là nghèo. Thì gia đình mình thời điểm đấy không có tivi tinh thể lỏng đâu, mà chỉ có một chiếc tivi cũ. Nó nhỏ lắm, nó chỉ có 12 inch thôi và nó dày cộp. Trên cái tivi đó thì nhà mình chỉ có 5 đến 6 kênh, VTV này, Hà Nội 1, Hà Nội 2. Và có một cái series phim mà mình, phim hoạt hình mình rất là thích ở cái thời điểm đấy, chính là Người Máy Biến Hình, Transformer. Mặc dù là con gái nhưng mình rất thích xem phim robot. Và mình vẫn nhớ là cái phim đó nó được chiếu vào lúc 5 giờ chiều. Thì 4 giờ khi mà mình tan học á, là mình về, mình nhanh nhanh chóng chóng mình cất sách vở rồi mình bảo mẹ là: mẹ ơi, con phải chuẩn bị xem phim đây. Bởi vì mình biết rằng là nếu như mà cái ngày hôm đấy mình không xem cái tập phim đó thì sang ngày hôm sau ấy, là mình bị miss luôn, mình không thể xem lại cái bộ phim đấy được. Nên là lần nào được xem Transformer trên Hà Nội 1 ấy, mình rất là happy, rất là mong chờ đến cái giây phút đó. Nhưng mà mọi chuyện bắt đầu thay đổi khi mà vài năm sau thì nhà mình có một chiếc laptop và có kết nối mạng. Thì lúc đó khi mà mình lên Google và mình search các bộ phim mà mình muốn xem ấy, thì mình, wow, trời ơi, có quá nhiều phim để xem. Và mình có thể xem nó bất kỳ lúc nào, bất kỳ thời điểm nào mà mình muốn, và bất kỳ bộ phim nào luôn, không bị giới hạn, mình cũng không phải chờ đợi gì cả. Và từ cái trải nghiệm xem phim này thì mình mới nhận ra một điều rằng là phải chăng trong thời đại ngày nay, chúng ta đang sống ở trong một thời đại mà công nghệ đã đem đến cho chúng ta rất là nhiều sự tiện lợi. Chúng ta muốn cái gì là gần như là chúng ta có ngay. Thay vì việc là chúng ta bỏ công ra chúng ta nấu một bữa cơm đi, thì chúng ta có thể order đồ ăn về nhà. Hoặc là khi mà chúng ta muốn mua một cái bộ quần áo nào đấy, thì thay vì như ngày xưa là mẹ hay dắt mình ra cửa hàng, xong rồi mình sẽ phải thử, rồi mình sẽ xem là nó có hợp không thì mình mới mua, thì bây giờ thôi, mình lên Shopee cho nhanh. Hoặc là thay vì việc là chúng ta phải đi tìm kiếm, gặp gỡ một cái mối quan hệ ngoài đời thực, bỏ công để xây dựng nó, thì thôi, bây giờ mình quẹt Tinder cho nó nhanh. Vậy thì công nghệ đang khiến cho chúng ta đang đáp ứng những cái nhu cầu ăn liền của chúng ta. Và cái định nghĩa về thời đại nhanh của mình ấy, không phải là cuộc sống bộn bề chúng ta không thể chậm lại, mà định nghĩa về thời đại nhanh của mình đó là chúng ta đang ngày càng ưa thích những cái trải nghiệm ngắn hạn để thỏa mãn những cái cảm giác ngắn hạn. Vậy thì câu hỏi đặt ra ở đây là ok, tôi biết là lướt mạng thì không tốt đấy, tôi biết là ăn fast food thì không tốt đấy, nhưng mà tại sao mà tôi vẫn ăn? Thì cái câu trả lời cho cái câu hỏi why này, nó nằm ở một cái hợp chất, mà một cái chất hóa học mà mình nghĩ là các bạn đã từng nghe đến rất là nhiều lần rồi. Đó chính là dopamine. Dopamine là một chất hóa học sẽ giúp cho chúng mình cảm thấy dễ chịu, hạnh phúc khi chúng ta làm một cái việc gì đó. Thế thì mình có đọc được một cái nghiên cứu, đó là nghiên cứu đó có nói rằng là khi mà chúng ta làm những cái hành vi, những cái kích thích tiêu cực, thì thường là dopamine sẽ tiết ra nhiều hơn so với những cái kích thích lành mạnh. Các bạn có thể nhìn thấy ở đây là chúng ta có hai cái biểu đồ. Một là khi mà chúng ta làm những cái hành động healthy á, giống như là chúng ta đọc sách, chúng ta thiền định, chúng ta tập thể dục, thì dopamine của chúng ta sẽ tăng từ từ theo quá trình. Và để mà dopamine có thể tăng từ từ thì chúng ta phải bỏ ra thời gian và công sức, thì chúng ta mới có thể cảm nhận được niềm vui trong những cái hành động đó. Tuy nhiên thì những cái hành động tiêu cực, ví dụ như là chúng ta lướt top top đi chẳng hạn, thì các bạn, ví dụ khi mà các bạn đang chán, các bạn lướt top top, các bạn thấy có vui không? Các bạn có cảm nhận được là dopamine của chúng ta có thể vui ngay lập tức luôn, vì dopamine nó đang tăng vọt lên.
và sau đó nó lại xuống, tức là nó đến rất nhanh và nó đi cũng rất là nhanh. Và những cái dopamine mà tăng vọt một cách nhanh như vậy á, thì thông thường là chúng ta không cần đến thời gian, nó có thể đến ngay với chúng ta, giống như là khi chúng ta ăn fast food vậy ạ. Vậy thì nếu như lấy ví dụ về việc lướt mạng đi, thì chúng ta sẽ lý giải được rằng là à, có hai cái lý do dẫn đến cái việc là khi mà chúng ta lướt mạng thì chúng ta cảm thấy rất là sung sướng, và cái niềm sung sướng đấy nó chỉ là sung sướng ngắn hạn mà thôi. Thì cái lý do đầu tiên ấy, đó là những cái kích thích mạnh thường thì nó rất là dễ tiếp cận. Ở đây thì chắc chắn là ai trong chúng ta cũng sẽ có một cái smartphone đúng không ạ? Thì smartphone vừa là những cái tiện ích có thể giúp đỡ chúng ta trong đời sống, tức là rất là tích cực, nhưng nó cũng có thể là cám dỗ. Bởi vì cùng một cái điện thoại nhưng mà chúng ta có luôn có hai mặt, mọi thứ đều có hai mặt. Vậy nên là hiện nay thì những cái kích thích mạnh này nó rất là dễ tiếp cận. Thứ hai là những cái kích thích mạnh này thì nó có tốc độ nhanh. Mình muốn hỏi một chút là đã bao giờ mà bạn có một cái cảm giác là chúng ta lướt top top xong mà chúng ta cảm thấy kiệt sức nhá? Chúng ta cảm thấy rất là mệt luôn, mà chúng ta không hiểu tại sao chúng ta lại mệt. Và những cái kích thích nhanh của top top á, nó đem đến cho chúng ta cái sự vui thích nhất thời. Đó là những cái âm nhạc trending, chúng ta nghe là chúng ta đã cảm thấy hưng phấn rồi. Hay là những cái hình ảnh, hay là những cái hiệu ứng cắt cắt giật giật. Mình đoán là chắc chắn sẽ có rất nhiều bạn thích cái kiểu edit cắt cắt như vậy á. Thì chính những cái kích thích đó, nó liên tục bơm vào trong não của chúng ta những cái điều dopamine ngắn hạn mà chúng ta không hề biết đến cái tác động của nó. Vậy thì hậu quả xấu nhất khi chúng ta liên tục duy trì những cái liều bội thực dopamine như thế này là gì? Thứ nhất là cái attention span, có nghĩa là cái khoảng tập trung của chúng ta nó sẽ bị suy giảm. Mình vẫn còn nhớ là tuần trước mình có đi cà phê với một đứa bạn mình. Thì lúc đó là mình lấy sách ra mình đọc và bạn mình thì ngồi ở bên cạnh lướt điện thoại. Thế khoảng một tiếng sau nó quay lại nó nhìn mình, nó bảo là sao cậu có thể ngồi im như thế để mà đọc sách được nhở? Tức là bạn mình cảm thấy rất là ngạc nhiên ấy, khi mà trong cái thời đại này mà mình không có một đứa mà nó không cầm điện thoại trong vòng một tiếng, và đối với nó là cái điều đấy nó rất là kỳ lạ. Và sau đấy mình mới nhận ra rằng là khi mà các bạn đã quen với những cái kích thích mạnh của những cái video ngắn trên top top rồi, thì các bạn sẽ cảm thấy cực kỳ khó khăn khi mà các bạn phải dành 10 phút để xem một cái video YouTube hay là để đọc một trang sách. Bởi vì sao? Bởi vì đọc sách hay là xem YouTube đôi khi là nó sẽ cần thời gian, nó sẽ cần cái ý chí của các bạn, để các bạn phải dành thời gian thì các bạn mới cảm thấy được hạnh phúc trong cái việc đó, tức là dopamine của chúng ta tăng từ từ. Ngoài ra thì hiện nay các bạn những cái video ngắn lại được edit theo những cái định hướng đánh vào cái nỗi đau của người xem. Mình tin chắc rằng là có rất nhiều bạn Gen Z ở đây đã từng xem, từng đọc được những cái content, những cái video nói về việc là mình đã kiếm xx triệu khi là sinh viên như thế nào, hay là mình đã bỏ công việc văn phòng để làm freelancer ra sao. Mình không nói rằng content ngắn là xấu, nhưng với thời lượng quá ngắn từ 15 đến 30 giây thì nội dung của những cái content đó nó không đủ chiều sâu để các bạn có thể hiểu được những cái trải nghiệm sâu sắc. Một người thành công không phải là tự dưng họ kiếm được ngần ấy tiền trong một tháng đâu, mà chúng ta phải nhìn vào cái quá trình của họ. Họ đã phải hy sinh điều gì, họ đã phải trải qua những biến cố nào, họ đã phải làm gì để đạt được cái thành quả đó. Thế thì khi mà chúng ta xem những cái nội dung ngắn như vậy thì chúng ta đâu có biết đến những cái góc tối, những cái nỗ lực, những cái quá trình thật sự đằng sau những cái kết quả đó đâu. Và khi mà chúng ta chỉ tập trung vào kết quả và không follow theo quá trình thì chúng ta đã đánh mất một cái niềm vui nội tại của cái việc phát triển bản thân, của cái việc cảm nhận những cái điều nhỏ bé ở trong cuộc sống. Vậy thì trong một thời đại nhanh như vậy, làm sao để chúng ta có thể chậm lại? Ở đây mình sẽ chia sẻ một số những cái bài học, một số những cái quan điểm mà bản thân mình đã thực hành, và mình mong rằng nó cũng sẽ phù hợp và cũng có thể giúp được một số bạn để cải thiện được cái khoảng tập trung của mình. Thứ nhất, đó là sử dụng các công cụ đơn nhiệm để làm những nhiệm vụ đơn nhiệm. Đơn nhiệm có nghĩa là sao? Nghe thì hơi học thuật một xíu, nhưng mà mình chỉ nói đơn giản rằng là khi mà chúng ta dùng một cái công cụ gì đấy thì hãy sử dụng những cái công cụ mà
nó chỉ có một nhiệm vụ duy nhất thôi. Ví dụ, mọi người có thể nhìn lên màn hình, ở đây là sách giấy, đồng hồ báo thức và bút viết. Đây có thể là những cái công cụ nó rất là basic, đơn giản thôi, nhưng nó đã giúp mình rất là nhiều trong cái quá trình mà tái tạo cái khoảng tập trung của mình từ ngắn sang dài hơn. Đầu tiên là sách giấy. Mình không nghĩ là mình muốn đến đây để mình nói với các bạn một cái slogan mà ai ai cũng biết. Đấy là thôi lướt điện thoại ít đi rồi đọc sách nhiều lên. Mà mình muốn chia sẻ với bạn rằng là tại sao sách giấy lại có khả năng cải thiện khả năng tập trung của các bạn. Mình là một đứa từ nhỏ rất là thích đọc văn học kinh điển. Mặc dù là hồi bé mình chưa có hiểu hết những cái tác phẩm đấy nó nói về cái gì đâu. Ví dụ như khi mà mình đọc Tiếng Gọi Nơi Hoang Dã chẳng hạn, thì mình cũng chỉ biết là câu chuyện này sẽ nói về một chú chó trải qua rất là nhiều những người chủ khác nhau. Và mình cũng không rõ là mình không hiểu được cái ý nghĩa đằng sau là tác giả Jack London đang muốn gửi gắm về xã hội Mỹ lúc bấy giờ. Tuy nhiên, trở lại cái việc mà đọc sách giấy, thì sách giấy như các bạn biết ấy, nó là một cái vật thể tĩnh. Tức là nó không có những cái yếu tố sao nhãng. Điện thoại của chúng ta thì sẽ có note này, sẽ có những cái âm thanh này, sẽ có những cái hình ảnh. Nó sẽ liên tục thu hút thị giác của chúng ta để chúng ta mất tập trung. Nhưng mà sách thì không thế. Sách thì chỉ có để đọc thôi. Nó chỉ có một cái tác vụ duy nhất là để đọc thôi. Thứ hai là khi các bạn đọc sách á, thì các bạn sẽ được tái tạo trí tưởng tượng. Ở đây không biết có bạn nào đã từng đọc, tức là đọc và xem phim của cùng một tác phẩm chưa ạ? Mình thì mình rất là thích vừa xem phim này, vừa đọc của một tác phẩm nào đó. Tuy nhiên thì mình thường là mình sẽ đọc sách trước khi mà xem phim. Bởi vì khi mà các bạn đọc sách ấy, thì cái trí tưởng tượng của các bạn nó sẽ được phát huy, nó sẽ được bay bổng. Tức là khi mà các bạn xem phim thì các bạn thường là sẽ cố định là cái ông nhân vật này là nó sẽ có màu tóc này, sẽ mặc áo này áo kia. Bởi vì là các bạn xem phim thì các bạn sẽ cố định cái hình tượng nhân vật mà người làm phim họ đã xây dựng rồi. Nhưng khi mà các bạn đọc sách trước ấy, thì các bạn sẽ có cơ hội được phát huy cái thế mạnh của trí tưởng tượng. Là các bạn, ok, mình sẽ tưởng tượng nhân vật như thế này, bối cảnh như thế này trước khi mà xem phim. Thì đấy chính là cái lợi thế của việc đọc sách. Thứ hai là cái đồng hồ báo thức. Đồng hồ báo thức thì nó là cái lời giải cho cái câu hỏi ở đầu tiên mà mình có đặt ra cho mọi người. Đấy là tại sao mà đầu giờ sáng thì cái việc đầu tiên mà chúng ta làm thường là cầm điện thoại và lướt á. Thì có một số bạn nói với mình là em để chuông báo thức bằng điện thoại thì em không cầm điện thoại thì làm sao mà em tắt được. Đấy, thế nên là mình mới đề xuất cho bạn một cái giải pháp, đấy là hãy dùng đồng hồ báo thức. Bởi vì sao? Khi mà mình có một cái thói quen là 30 phút đến 1 tiếng đầu ngày, tức là khi mình thức dậy á, thì 30 phút đầu ngày đấy mình sẽ không dùng điện thoại và mình sẽ đi làm một cái công việc gì đó khác. Và khi mà mình thực hiện cái thói quen đấy khoảng 2 tuần thì mình nhận ra rằng là cái khả năng tập trung của mình trong suốt cả cái ngày đấy nó rất là dài. Các bạn tưởng tượng cái sự tập trung của mình nó giống như một cái thanh pin 100% á. Thì khi mà chúng ta bắt đầu lướt mạng, chúng ta bắt đầu làm việc, chúng ta bắt đầu học tập thì cái thanh pin nó sẽ giảm dần xuống. Thế thì nếu như ngay đầu giờ sáng chúng ta đã cầm điện thoại lên chúng ta lướt rồi thì cái sự tập trung của chúng ta ấy, nó sẽ bị giảm rất là nhanh. Và cái thứ ba đó chính là flow. Không biết là ở đây có bạn nào đã nghe đến flow chưa? Nhưng mà định nghĩa của flow nó rất là đơn giản thôi. Ở đây thì mình có nhờ ban tổ chức là để hình một món quà. Flow là một cái cảm giác khi mà các bạn đắm chìm vào một cái công việc nào đó và các bạn quên hết đi tất cả mọi thứ xung quanh. Các bạn cảm nhận được niềm vui trong quá trình chứ không phải là đạt được cái kết quả khi các bạn làm một việc gì đó. Nghe thì hơi cao xa nhưng mình lấy một cái ví dụ rất đơn giản cho các bạn này. Ở đây không biết có bạn nào đã từng nặn mụn nhá. Nghe thì hơi funny, không liên quan đến flow lắm nhưng mà thật sự đây là một cái ví dụ mình cực kỳ tâm đắc. Nặn mụn. Và nặn mụn chính là một trong những ví dụ mình cảm thấy là mình có thể áp dụng flow trong việc nặn mụn luôn. Đầu tiên, khi mà chúng ta nặn mụn thì các bạn thường làm gì ạ? Chúng ta sẽ lấy cái gương nè, rồi soi xem cái mụn ở đâu. Đó, đấy chính là xác định mục tiêu rõ ràng. Ok, ví dụ mình có một cái mụn ở má đi. Đấy, sau đó thì mình cái mục tiêu này nó phải không quá khó, nhưng nó cũng không được quá dễ. Tức là nếu như cái mụn mà mình gậy một phát ra luôn thì tự nhiên mình thấy ơ sao dễ thế nhở, thì mình cũng chả có niềm vui gì cả. Nhưng nếu như nó quá khó thì mình lại dễ nản. Nên là mình nghĩ là cái việc nặn một cái mụn ở má đi, nó thử thách vừa đủ với mình.
Và tiếp theo, đấy là sự tập trung hoàn toàn. Mình chưa từng thấy ai nặng mụn mà lại vừa nặng vừa xem TikTok hay là phân tâm đi làm một cái việc gì khác cả. Và thường là chúng ta sẽ ngồi rất là ngay ngắn trước một cái gương, có thể soi một cái đèn. Đó, sau đấy là chúng ta sẽ phải rửa tay sạch này, rồi là chuẩn bị các cái dụng cụ, đúng không? Và cái niềm vui của cái việc nặn mụn á, nó không nằm ở kết quả một phần thôi, nhưng mà nó sẽ nằm ở cái quá trình. Bởi vì sao? Bởi vì khi mà các bạn thấy cái mụn ấy nó đang cứ mỗi ngày nó ra một tí ấy, là mình đã cảm thấy vui rồi, đúng không? Đó chính là cái sự phản hồi. Khi mà các bạn làm một cái thói quen gì đó mà các bạn thấy nó có sự phản hồi, cho dù rất là nhỏ thôi, nhưng đó cũng chính là cái phần thưởng ngắn hạn để các bạn tiếp tục làm cái việc đó. Thế thì link một chút từ việc nặn mụn sang việc mình chạy bộ nhá. Mình là một đứa rất là thích thể thao, và cái thời điểm mà mình mới bắt đầu chạy bộ thì mình đã áp dụng flow vào cái quá trình chạy bộ của mình. Đầu tiên là mình phải xác định một mục tiêu rõ ràng, tức là chạy 1 km. Với mình thì nếu như mình chọn đi bộ thì nó lại quá dễ, nhưng mà nếu mình chọn chạy 5 km hay 10 km thì nó lại quá khó. Nên mình chọn một cái mục tiêu nó thử thách vừa đủ với mình, đấy là chạy 1 km. Sau đó khi mà mình chạy thì mình sẽ tập trung hoàn toàn, có nghĩa là mình sẽ loại bỏ tất cả những cái sao nhãng, những cái yếu tố mà khiến mình phân tâm để mình chạy. Và trong cái quá trình mình chạy thì mình liên tục cải tiến cái bước chạy của mình trong từng chặng. Ví dụ như là mình sẽ điều chỉnh nhịp thở này, tốc độ chạy này. Như các bạn đã biết là khi mà mình chạy marathon á, thì mình không thể nào mà mình cứ giữ nguyên, tức là mình phải cố gắng chạy thật nhanh. Mà là chạy marathon là chúng ta phải chia cái sức bền của chúng ta ra thành từng chặng, để khi mà mình đã chạy được 1 km rồi, mình sẽ nâng dần lên 2 km, 3 km, 4 km, 5 km. Đó. Và trong cái quá trình mà mình chạy á, thì cái phản hồi, cái phần thưởng dành cho mình là gì? Là khi mình nhìn vào cái chiếc đồng hồ, cái đồng hồ Apple Watch của mình ấy, mình nhìn thấy cái số lượng calo nó tăng dần, số km chạy của mình nó tăng dần. Và lúc đấy cái động lực nội tại của mình á, nó khuyến khích mình rằng là bạn đang làm rất là tốt đấy, hãy cố gắng để tiếp tục nhé. Và chính những cái con số đấy nó đã đo lường được cái khả năng tiến bộ của mình, nó lưu lại để mình nhìn thấy được cái quá trình của mình mỗi ngày. À, hôm nay mình đã chạy được gần này rồi, ngày mai mình sẽ cố gắng chạy hơn một tí thôi. Từ cái quá trình chạy bộ này, nặn mụn này, hay là sử dụng các cái công cụ đơn nhiệm, thì ba cái giải pháp này nó đều tụ chung lại ở một việc, đấy chính là nâng cao khả năng tập trung của bạn. Cái sự chú tâm của chúng ta thật sự là một tài sản vô cùng quý giá. Trước khi mà chúng ta mua một quyển sách, xem một bộ phim hay đi ăn ở một nhà hàng, chúng ta đều xem trước review phim để xem là cái phim này nó có đáng để cho mình ra rạp xem không. Hay là chúng ta đi ăn ở một nhà hàng, chúng ta cũng phải xem review xem là ok, cái nhà hàng này có đáng để tôi bỏ công sức ra không. Nhưng liệu rằng là trong một cái thời đại mà chúng ta có quá nhiều lựa chọn, chúng ta có quá nhiều cái sự sẵn có, và đặc biệt là bộ thực thông tin, thì liệu rằng cái sự chú ý của chúng ta nó có xứng đáng để chúng ta đọc, để chúng ta xem, để chúng ta nghe một số nội dung cần thiết hay không. Và thông điệp mà mình muốn truyền tải qua bài nói này, đấy chính là good things take time. Những thứ tốt đẹp thì sẽ luôn cần nhiều thời gian. Và mình mong rằng là trong một thời đại luôn luôn thúc đẩy chúng ta phải nhanh hơn, nhiều hơn, thì tại sao chúng ta không cho phép mình được chậm lại, để quán chiếu lại, để xây dựng cho mình những cái tiêu chuẩn, tiêu chí, để tập trung hơn vào bản thân, tập trung hơn vào cái quá trình phát triển mỗi ngày, thay vì chạy theo những cái mục tiêu bên ngoài như là xã hội mong muốn. Và bài nói của mình đến đây là kết thúc. Mình xin chân thành cảm ơn. Bị lố thời gian không em?